Hôm nay cả nhà mình đã đi ăn đám cưới. Ăn đám cưới của cháu cả nhà. Lúc này là đám cưới họ nhà Tre. Lúc này là đang họ nhà Tre đang đi trước giao rồi cả nhà. Nhưng xuống hơi cũng sớm để đó qua anh em xuống. Hôm nay mình sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc này để chia sẻ cả nhà mình cùng xem. Cả nhà mình có rảnh thì xem để theo dõi cho vui nhé. Mình nó sớm quá đi. Đấy thuê em mua này cái gì mà cái kia nó sửa về. Đấy, quá là tháng luôn. Lúc này là họ nhà Tre đã rước giao về sắp về vui nhà đó. Cô gia chú rể em đứng đây chứ được ra đó, em nhỏ em ra đó em đau mọt. Dạ. Mình là của mình. Để đây đứng coi này là chú chị Oan này em lọt cái này đứng coi này. Nào dữ vậy? Đấy, một đứa nào vậy? Qua lại rồi.
Cô ăn ở đây con. Chú mới ăn chụp hình lên. Đứng đây, đứng đây dồn cho nó xíu. Thấy đoạn con cả đó. Cô vui giao đi. Lắm tắt là đau không? Đau quá, đừng có lấy đồng hồ của nã. Con nhìn cái này của nhau vô kìa, con nhìn thằng con đó xin chịu. Qua mà lấy đồng hồ vậy? Được chưa? Qua mà lấy đồng hồ vậy không em? Đưa chở hè đi cho chú cũ đi. Đồng hồ của em. Và ngay lúc này chúng tôi đã nhận thấy tiếng xe tự nhiên của con cung cùng thầy cô đã tập đến. Và xin được tiếp tục kính mời quý công viên họ chúng ta tiến bước vào bên trong khu vườn để an toàn trước khi bước vào phần làm việc của thầy cô đưa ra được kết quả này. Xuống đây thổ thờ ngầu chứ lại đây đắng cái chú hồng không vậy chị. Hello, hello, hello. Hello. Lỡ có chuyện gì cái không đường này nhả. Lỡ có chuyện gì cái không đường cái nhả là không đường này nhả. Là có cái sự cố gì cái đầu này cái được cái nhả đó. Nhả mà gọi cái này đó. Nhả gì.
thì hiểu đến đây tình cảm tình duyên đã đến độ chính quyền. Và tình độ ngày hôm nay được hai bên gia đình cùng chính quyền địa phương đồng ý, và đặc biệt là sự thống nhất rất cao từ Tây An và tỉnh Sơn Giang. Và ngày hôm nay gia đình của chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi có được sự góp mặt đông đủ của các đồng chí này. Và ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta hãy cùng là lần đầu trước ngày lễ cho hai con từ hôm nay thì tôi không có gì hơn thì kính chúc nội ngoại và tất cả con cháu có mặt tại vì chúc phúc cho hai con của tôi ngày lễ hôm nay là sức khỏe và tình đạt, và tôi chúc cho con là trăm năm hạnh phúc. À, và một lần nữa xin được cảm ơn những lời phát biểu rất sâu sắc đến từ ba của chú rể. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng gặp gỡ với đại diện phía Hội Nhà Giáo. Kính thưa tôi vô nhà và các vị công khách, không như là ngày thành hôn của hai cháu của chúng tôi. Chúng tôi không có gì hơn rất cảm ơn tấm chân thành của họ nhà tay để đón tiếp chúng tôi rất là nồng nhiệt, và sự cuồng nhiệt của các vị quan khách đã đến đây để chúc phúc cho hai cháu chúng tôi. Và tôi không có gì hơn để chúc cho hai cháu là luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn thành công và luôn luôn bên nhau. Cũng như đại thi hồ Nguyễn Du có nói, trăm năm tình viên mãn, bạc đời nghĩa phu thê. Và xin cảm ơn.